À, ok. 9487 luôn, 140 nạp. Trừ điểm nạp chứ, chơi 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 gì 140 nạp là không được nha. 140 nạp là hơi 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 nhiều á. À, mua chè 120 nạp thì dư rồi. Này rồi ba lưu ổn, này rồi ba lưu ổn cũng được. Cái này thì nó được ha. Cái này hơi nhiều nạp nhưng mà thôi, nói chung là cũng chấp nhận được, chấp nhận được. Yêu kiếm cái khó khác đi. Cái này thì anh, cái này thì chịu rồi, cái này cục, cái này cút, trừ điểm trừ điểm. Cái này được, cái này được rồi. Môi chè này không chống điểm nhé, 5 điểm, quá nhiều nạp. Chơi 2.200 tấn công cầm đao chấn động mà cũng được, chấn động cũng được, phải chấn động cũng được mà. 22 à, 22 à, đái chà chà, chưa được 70 này, hơi trừ điểm xíu. Ok, ái chà chà 22 à. Có liệu có lẽ nào một cái hết đất không? trừ điểm thiên phú á. Điểm thiên phú, trừ điểm thiên phú. Hơi 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 mạnh, hơi mạnh, cũng mạnh, cũng mạnh. Cái này bình thường, cái này bình thường thôi, không có gì đặc biệt lắm. Hơi nhiều tinh thông, hơi nhiều tinh thông. Cái đam kích tinh này nó hơi 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 xịn, đam kích tinh này hơi xịn ha. Anh cũng mạnh đó mà, trừ điểm, trừ điểm tấn công, trừ điểm tấn công yếu không đó. À thế hai hai có ly nham đi rồi tôi chấp nhận. Con Navia này cho 7 điểm rồi nhé, 7 điểm, 7 điểm, 7 điểm. Ok, 31.000 HP, 279 tinh thông lần này, 279 tinh thông lần này. Ừ, tay con của rồng hợp lý. Tay con của rồng thì bình thường. Ok, 10 10 10. 87 187 à. Ấy chà chà, khoan đã, khoan đã, khoan đã. Chà chà. 87 187 à, ấy chà chà. Gì đây? Ba hoàn hảo. 33. 33 cộng 7 là 40 CV rồi này, hợp lý này, khá là hoàn hảo này, hợp lý. Cũng mạnh luôn, cũng mạnh, cũng mạnh, cũng mạnh. 28 cộng 14 là 40 CV luôn rồi này. Đó. Đấy, chà chà. Ai 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 ai. Ai. Ai chà chà, ai chà chà. Cũng cũng mạnh, cũng mạnh, cũng mạnh. Ok. Cũng cũng mạnh, cũng mạnh đó, cũng mạnh đấy. Ok, rồi hôm tao này 9:30 nha, 9:30, 9:30, 9:30 thế nè. Ủa cười. Ok, tao thấy không ổn lắm nha. Con ra đình này không ổn lắm rồi. Khoan khoan, cái gì vậy hả? Hả, 180 nạp nữa chứ quá hả, hả, what the hell. Ok, cộng một, cộng một, cộng một, 40 siêu đi nè. Này bình thường, cái này thả tấn công đi ha, thì tấn công đi này, tấn công này, tấn công đi. Cái này cũng mạnh, này cũng mạnh thôi, cái này cũng mạnh luôn. Cái này hôm qua tôi đập cho cười à, chịu nhé, chịu 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 chịu. Purina hạng 400 C2 này, C2 đóng đồng phúc son The Ferryman 10-10 à, có gì làm nên à. Ok, hiểu tại sao nó, hiểu tại sao nó top 400 rồi. Hiểu tại sao nó top 400 rồi. Ok.
cũng 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 mạnh đấy, mạnh hơn. Ấy chà chà, cũng 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 được, cũng được, cũng ok, cũng cũng được, cũng được, cũng được, ok, nón nón lõi dữ chứ. À, nói nó lọ lắm nha anh em, mà nó lọ dữ chưa, 16,7 tỷ lệ. Cái này thì nó ok. Phải theo đi. Lọ dữ chưa? À, lọ dữ chưa? Furina 75 với 75 trôn trôn Việt Nam à, cái 1300 cộng 180 ngàn tinh thông cộng 180 nạp là hơi xịn nha. Ai da, hơi xịn đó. Cái cũng mạnh này, cũng mạnh, cũng mạnh, mạnh mạnh luôn, mạnh luôn, mạnh luôn. Nice. Phải cứt thiệt. Wow. Cái này cũng mạnh luôn này. Ok. À, Kazuha này ảo điên. Kazuha này ảo điên. 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Ok. Con này cho chấn luôn à. Ấy chà chà. À, thương thần chấn sao. Từ luyện năm vậy, cái gì vậy? Ủa, ai à, ai chơi chơi, à, cái cộng một đồ này, ok, cộng một đồ, cộng hai đồ này, ok, ba đồ này, ok, bốn đồ luôn này. Hưng ơi này, Hưng ơi này, Hưng ơi này, ai có bị lột đồ mấy, ai không bị lột đồ nha mọi người, cái gì đấy, ủa, hả, à, bán. Khó nói, rất khó nói. Hai con này 10 điểm hết. Ok, Ayaka, ánh sáng đêm sương mù. Ok. Ok, 3 4 4 4 5 CV cộng thêm tấn công 100%. Tôi không nói lên lời đó, tôi không nói lên lời. Ok. Không không cầm chấn. Ok, cái này cũng được. 166. 7258 ngon này, mạnh điên này. Ok, có vẻ mạnh đấy, có vẻ mạnh đấy. Ok. Được, ok, ổn. Ổn luôn, hợp lý, mạnh này. 40 CV tấn công hiệu quả nạp. Okay, cái này hợp lý này, cái này được, cái này được. Hưng ơi! What the hell is this?
Wow. Ok, này cũng mạnh luôn. Alakino này 9.5. 9.5. Đáng sợ thiệt. Đáng sợ. À, gì đấy? Cái gì đấy? Gì đây? Cái gì đây? Đáng sợ quá. Gì vậy trời? It was perfect. Perfect. Gì vậy trời? Vãi là vãi on set chứ. Hai cái on set. Vãi là à, con Navia này cũng 9 điểm luôn nhé. 9.5 luôn. Kê cái này chấn này. C3R1 này. Kê C3R1 á. 72.67. Ê. Ừ, C3R1 mà build vậy build khá là tốt nha mọi người. Đúng không? C3R1 mà build vậy khá tốt ấy. Ừ thì cũng mạnh. Oh! Ew! Dude! What the fuck? Vãi lèo 50 CV mà nó còn tấn công nữa. Cái này cũng mạnh luôn này. Cái này cũng mạnh luôn này. Xác định nguyên tố lôi on set này. À... Cái này cũng vô value cực kỳ tốt luôn này. Thôi chịu rồi, nó thêm 49 CV tấn công hiệu quả nạp nữa rồi thôi. 38 chứ. Chịu, Raiden này chắc là cho con Raiden 10 điểm đầu tiên đi ha. Raiden 10 điểm. Ờ, ai này, trấn này, ai này trấn này. Sao không lấy cái C6 luôn đi cho nó xong trời. Sao không lấy bả C6 đi. Lấy C5 chi nó hụt hẫng à. 270. Cũng được, nhưng mà tao lấy C6 luôn đi trời. Này, cái lông hoàn hảo này, cái lông này hoàn hảo này. What? Ok. 50 CV luôn á chứ. Phải leo đi. Cây. Cái này roll value ổn, Cái này mạnh này, nhưng mà sao tinh thông nhiều vậy, cái này đồ sang linh như vậy, đồ của Raiden nữa. Phải lèo 47 CV luôn á chứ. Ờ, con Raiden này 9 điểm nhá. Hơi thiếu tỷ lệ nhưng mà ok, vẫn 9 điểm. Ok, cầm cây đó luôn à, mạnh thế. Dư cây đó để cầm luôn à. Ok. Ờ mà hơi thiếu nạp, bị cái hơi thiếu nạp, khá là thiếu nạp luôn á. Ok. Mạnh, đồ này mạnh này. Này nạp nhiều này, nhưng mà nạp dòng chính hoặc là tinh thông dòng chính cũng được ha. Cái này thì mạnh, này mạnh, hai cái lông với cái hoa mạnh này, cái này thì có thể cải thiện được ha, nhưng mà nhiều nạp cũng hợp lý. Hưng ơi, sao hôm nay cũng nhiều Hưng ơi thế. Phải lèo luôn cái ly hỏa 10 điểm luôn á chứ. Ờ, tính ra là con sen linh này mà cầm lao xin cá là nó hợp lý 100 điểm rồi đó. Bị cái con sen linh này thì nó cầm cây này, cái thành ra nhìn đồ nó xấu, nhìn cái tinh tỷ lệ, nhìn cái nạp nó bị xấu này, nó mà cầm lao xin cá là 10 điểm luôn rồi đấy chứ. Phải liều. Sen linh này nếu mà tính đồ không thì cho nó 9.75 luôn á chứ. Xin cả, ok, hy sinh con, nhưng mà vấn đề hy sinh con Nevillet nhá. C2R1 Nevillet Ito này ok nhá. 72.300 này, ấy chà chà. Ấy chà chà, 2002 ngự. Có vẻ ngon đấy. Ồ, mạnh điên này mà hai dòng phụ hơi tệ ha. Mạnh luôn này. Mạnh luôn. Ừ, có vẻ hơi thiếu nạp nhưng mà mạnh. Mạnh luôn. Tí. Trước onset vậy hơi mạnh nha, nó còn có phòng ngự nữa chứ.
đi lèo thiệt. 6, 7, 2, 7, 7, 7, 2. Mạnh điên. Ok, này mạnh luôn. Ok, con này do bị thiếu nạp cho nên sẽ trừ điểm xíu nha. Cho nên là cho 8,75 đi ha. 8,75. C2R1 nhá. Phải lại C2R1 này. Ok. 80 là cao chứ. Ui, ê, từ từ. Con Raiden này hơi mạnh. Con Raiden này có vẻ hơi mạnh đấy. Từ từ, con Raiden này hơi mạnh. À, 271 rồi chứ, còn đi lôi nữa. Ừ, từ từ, khoan. Ừ, hạng 500 Raiden kìa. Vãi lều thiệt. Hạng 500 Raiden kìa. Vãi cứt chứ, hơi ảo á. Kê này. Kê luôn này, on set này. Hả? Phải. Ây da, chịu. Tới đây thì chịu rồi, biết nói gì giờ, ok. Đấy, đó. Nhìn phát là biết Raiden này mạnh điên, mạnh khùng rồi á. À, 10 điểm. ba là dư tỷ lệ rồi này, mà thôi dư cũng được, thiếu nạp lại ổn hả? Ổn này, ok, ổn này cũng được, cái này được thôi, này được luôn. Phải cướp cái ly thủy on set. Còn Murani thì cho nó là 8,5 đi ha. Yeah. Hả? Hả? Ủa là sao á? Nó còn 800 tinh thông nữa mới chịu chứ. Ủa là sao? Biết là 59 con này Hida là 5 E rồi á chứ mà. Hả? Nó mạnh nè, nó mạnh luôn nè. Mạnh nốt nè. Mạnh luôn nè. À, tinh thông trừ điểm nhá. Ok. Bảy điểm. Giao này, dụng hộ ma này. Vậy đó, tôi thấy chơi set đại kinh hoàng kim cũng được ha. 74,272 luôn à, cũng mạnh đấy, từ. Ui, mạnh thế, ai chơi chạy, mạnh luôn này. Mạnh luôn. Ok, on set thì cái này cũng tạm ổn đi ha, cũng mạnh. Này cũng được luôn. Này cũng mạnh phết. Ok, con này cho 9,5 đi ha. 9,5 trên 10, mạnh phết, mạnh điên ấy.